Hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình, như Thánh Eji đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái series là One Piece Chiến binh Hải tặc nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi ở cái màn ở Alubarna đối đầu với MR0 Crocodile cá sấu. Và sao sẽ bắt đầu thôi. Ngay bây giờ nào, chúng ta sẽ lựa chọn mình sẽ đổi lại cái chế độ difficult này và mình sẽ chỉ để normal thôi. Vì hôm nay mình sẽ dùng một nhân vật mới, một nhân vật rất là vừa mới thu phục được cho tập trước, đó chính là Tony Chopper. Và hiện tại là hệ trái cây quỷ hệ Joan này, và cấp 1 mình sẽ sử dụng cái Belly để nâng cấp cho nó lên thành cấp bao nhiêu. Chúng ta lên được cấp 18. Wow, bá đạo chưa? Lên được cấp 18 này. Và đã sẽ dùng cái Euskoi. Đã có 5 Luffy này. Có 5 Chopper này, complete, tăng máu lên rồi. Ngon. Và có 3 Wapu, tăng máu lên tiếp. Chúng ta còn thiếu 3 Lucy nữa. Các tấn công thì cần có Zoro này, 2 Smoker này. Tiếp theo là ai? Thế rồi, Enel và Crocodile chưa có. Defense chúng ta sẽ có là của Usopp. Tăng rất nhiều công. À đây rồi, con thỏ cũng tăng thủ cả. Con sói chưa có này. Special attack có không đủ cơ. Đó ok, không sao cả. Chúng ta sẽ có rất là nhiều nữa, vẫn không đủ. Thế này sao? Chỉ có khoảng 5-6 coin thôi. Rồi thế này cũng được rồi, tạm thời như thế đã. Và chúng ta sẽ bắt đầu nào, sử dụng Tony Chopper và bắt đầu cuộc chuyến phiêu lưu đến thành phố cát Alubarna. Ok, chúng ta sẽ vào nào, và mình sẽ bắt đầu câu chuyện thôi. Ok, chúng ta đã câu được một con người này. Và mình câu được ngay thằng MR2, thằng Okama. Ok, Luffy và Usopp câu cá. Ông chắc chắn là không biết bơi chứ. Ăn trái cây quỷ mà. Vì tôi đã ăn cái quả trái cây quỷ rồi. Và rất là cảm ơn các bạn đã cho tôi lên thuyền. Ôi, tôi không nói đùa đâu. Mà thằng Luffy mà. Cái trái cây ác quỷ của cái thằng này nó ăn là trái cây quỷ Clone Jutsu này. Đấy. Với cái tay trái tôi có thể trở lại bình thường được. Đây là trái cây ác quỷ Clone Fruit. Có thể đang sao chép người khác. Wow, quá là hay. Kia các con thuyền của bạn đúng không? Yes, oh my. Rất là buồn đây, tôi sẽ rời đi, rất là buồn đây. Đừng có buồn. Thế nhưng mà chúng ta sẽ đừng quên tôi nhé. Yes, là sao quên được. Cái thằng Marai này rất là tốt, cực kỳ là tốt luôn. Nó đã kiểu là như là bảo vệ Luffy, cũng như là giữ cầm chân được cái đội quân. Yes sir, MR2, Bon Clay sir. Chúng ta đã chia tay Bon Clay rồi. MR2 được tổ chức Baroque Wars. Quá là nguy hiểm, nhưng không sao. Chúng ta sẽ bắt đầu nào. Và Luffy đã bảo là mọi người sẽ xăm hay là vẽ cái biểu tượng X lên tay để có thể là ghi nhớ đồng đội. Đấy, biểu tượng X trên tay rồi. Có cả của Vivi nữa. Hình như là ở trong cái câu chuyện này đã bỏ qua một số phần, như kiểu là cái con cá voi này, hoặc là cái hòn đảo mà gặp mấy cái đội quân như kiểu là mấy con Mister, Missy cấp cao ấy, cái chỉ số nó cao, cái số nó cao, ví dụ như Mister 10 hoặc Mister 9 hay gì đấy, bỏ qua hết rồi. Ok, ta sẽ tập trung chủ yếu đến ngay cái chapter mới nhất thôi. Và ta sẽ bắt đầu là Battle Start. Nhiệm vụ chính yếu là chúng ta sẽ phải tiêu diệt Crocodile thôi, ông chủ của tập đoàn tội phạm nguy hiểm nhất thế giới. Nguy hiểm ở đây thôi. Rồi ok, nhà sao đâu làm nhiều hiển tên Chopper này. Bé xinh rất là cute. Yes, đừng bỏ nhớ anh cute nhé. Scopper, cái này gọi là cái gì nhỉ? Cái này là dạng như kiểu là một cái xác định cái vị trí để kiểu là bắn đấy. Scopper, xuyên qua. Heavy boy, you. Wow, vãi thật. Heavy boy, dạng cường lực. Yeah, hay quá. Đe dạ War Boy, các đối thủ được. Defense Enemy Heavy Boy. Yes. Nhơn. Oh, wow. Bình thường đánh thì hơi yếu nhỉ. Có vẻ top 2 chấp cơ khá là yếu. Heavy Boy lên đâu. Lên. Đừng có đùa với anh. Có chiêu cầu chiếc hạng nặng không nhỉ? Heavy Gong. Đây rồi, cầu chiếc hạng nặng. Cái chiêu mình thích nhất của Chopper lúc thi đấu ở trong với cái gì nhỉ, đánh nhau ở cứu Robin ấy, đánh nhau với cái thằng
nhớ thằng gì. Rất là hay, trận đấy rất là hay. Bom à, bom này. Ok, đâu rồi, đi rồi. Anh phải bảo vệ, quay trở lại kia nào. Hello, Marquewus. Đứng lại, chạy đâu. Chạy đâu. Ăn nào. Rombo Trozo, Blizzard. Oh, hoa anh đào đúng không? Từ chiều hoa anh đào đúng không? Zoro Chuyển, xuyên phá. Hellboy. Công chưa hạng nặng, công chưa hạng nặng nào. Lên là có cả Marine này. Rất là đông. Cấp độ bình thường đấy, mình có thể thoải mái. Phô diễn chưa thích ở trong này. Ok, dạng cự lực cánh tay. Tiến lên nào, Rumble. Hoa anh đào. Yes. Quá đẹp. Wow. Ồ, kìa tấn công kìa, Tatsugi kìa. Là Tatsugi ở đây kìa. Công chưa hạng nặng. Yes. Tatsugi này. Kết hợp với Luffy. Lên nào. Yes. Đánh bá hơn rồi đấy. Bá hơn đấy, Scopper. Công chưa hạng nặng. Heavy Point. Chà. Có phải người ta có cả Tatsugi ở đây. Thảo nào khỏe thế. Ghê ta. Yes. Ui, lấy cả người xuống, đập xuống này. Tatsugi kìa. Loạn quá, không nhìn thấy cái gì cả. Yes. Ok, mình sẽ phải hạ Tatsugi. Chiêu, tuyệt chiêu nào. Rumble, Cloven. Gobudo. Tuyệt chiêu. Cannon Rose. Ôi ôi. Đại bác hoa hồng. Mission successful. Chúng ta sẽ phải đến cái điểm hỏi chấm kìa. Để bảo vệ nốt quân chúng ta. Đâu rồi, màu vàng trong này có cái gì? Trong này hình như là có... À đây là hải quân. Hải quân này. Một chiêu thôi. Mình cấp 18 mà mình sẽ ở cấp cao nhất ở trong hội đấy. Rất là nhiều belly mà. Lần trước đánh quá nhiều luôn. Quá nhiều tiền thưởng luôn. 500 KO. Yeah, cũng không đến nỗi là quá yếu như Usopp đâu. Heavy boy. Yes. Phá cửa. Đông đấy. Để chiếm cái khu vực này. Chiếm khu vực màu vàng này trước đã. Chiếm khu vực màu vàng này. Xong chưa? Đấy rồi, xong rồi. Mình có quân đây rồi. Tuyệt vời không mà trời. Mở hòm nào. Cam à, đúng không? Ok. Tôi tiến lên nào. Cái này sẽ để cho ấy. Và mình sẽ tiến lên ở cái chỗ vàng kia. Mắc rồi này. Mình sẽ kết hợp với Zoro. Để có thể tăng mắc đầy cái thanh kia. Đâu rồi, quân địch kia rồi. Có Commander. Yes. Quẩy nạn Heavy Gong. Công chưa hạng nặng. Yes. Đây mới chỉ là tham trước và tham skip rồi. Chưa có chiêu mới. Có chiêu Kung Fu. Sau cái năm tham skip này có chiêu Kung Fu. Mình thích cái chiêu đấy. Yes. Còn ở bình thường thì có rất là nhiều chiêu hay này. Công chưa hạng nặng. Hút. Đó đi, Marine. Ôi chà. Phản đòn này. Ăn đòn. Cường hóa cánh tay. Hoa hồng. Hoa anh đào. Đúng rồi. Để chiều hoa anh đào. Yes. Base cooler. Phá rất giam ra. Đúng rồi. Tất cả bài ca sư tử ở đây nữa. Quá ngon. Hạ xong cái này rồi đấy. Chuyển xuống bên dưới nào. Chúng ta có một cái hỏi chấm thôi kìa. Chạy rất là nhanh nhé. Đánh. Ok. Lên này. Đâu rồi. Smoker đuổi ra mình tận đây kìa. Yon này, mình ném bằng nào đây? Ném Smoker. Né ra nào. Ồ, có Ace kìa. Ace xuất hiện ở đâu vậy? À đúng rồi, tầm này Ace xuất hiện mà. Nhầm ở trước là Ace xuất hiện. Tập trước là Ace không. Tập này cũng Ace xuất hiện này. Smoker, nhiều máu quá. Người khói ạ. Thôi, né ra. Yes. Heavy boy. Lên này. Giỏi, thêm về vật lý nhiều hơn. Yes. Tiếp theo nào, Smoker bị đơ rồi. Đập nào. Lên nào, công chức hạng nặng nào. Quật người. Ê cha. Có cả A kìa. A hỗ trợ mình kìa. Hay quá. Thằng Smoker này sẽ rất là A này. Yes. Đâu rồi ta. Khói. Mình rồi ta. Smoker nhiều máu đấy kìa. Ôi trời, nó giữ mình lại kìa. Bá chưa.
Smoker này. Wind down, Rumble Ball. Wind down. Có chú không? Có chú không? Smoker bay cả xác kia kìa. Tuyệt vời ông chơi. Đâu rồi? Heavy boy lên này, đập. Đập đập. Chiêu của Chopper này thấy ít và ít nhỉ, không được đa dạng lắm. Vua. Vãi thật, không đánh được luôn đấy. Over, vẫn kéo mình lên được. Lên này, lên này, lên đã rồi, rồi. Đâu rồi, rồi ra. Không đi thằng kia đâu cả. Lên này, chiêu cuối đi. Ow. Đã đi thua rồi à? Thôi xong rồi rồi. Mình mãi quên đánh thằng này quá. Thằng thằng này thì sao? Chưa xong. Chưa xong, get coin. Lấy được coin của thằng Smoke rồi. Tiến hành vào trong nào, chiếm cái khu vực này đã. Ram quá mải mê rồi. Nami đã bị thua ở kia rồi. Kết hợp với Sanji nào. Sanji lông mày xoắn lên nào. Chúng ta sẽ kết hợp với nhau. Kết hợp với nhau. Ai cha. Yes. Chúng ta sẽ update cái Chisua Even rồi. Quá dây, gặp lại A thôi. Cũng không có gì. Đưa cho chúng ta một cái mảnh giấy gì đấy. Nào. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Hẹn gặp lại Luffy. Nào. Đã out rồi. Ace đã rời đi rồi. Chúng ta phải chiến đấu với bản thân mình thôi. Mất một thành viên là Nami ở cái khu vực phía trên rồi. Lên nào. Lên nào. Cường hóa cánh tay. Hoa anh đào nở. Yes. Rồi. Ok. Xong. Chưa xong đâu. Cái bán kính đánh này khá là ngắn, không được rộng như kiểu là Luffy. Yes. Nhưng mà đánh vẫn khá là thích tay đấy. Editor capture. Xong rồi. Hạ xong rồi. Nhiệm vụ mình đã xong rồi. Mình sẽ quay trở lại đánh cái chỗ mà Nami vừa bị thua ở kia. Và đi tiền 2000 berry. Không thấm ở đâu so với cái nâng cấp của mình. Ui dồi. Mở hết hòm nhé. Kiểu rất là nhiều hòm kìa. Còn cái hòm kìa. Đang là thứ phải đợi thôi. Cam cam cam. Đấy rất là nhiều cam luôn. Cam thịt ăn cả ngày không hết. Đi nào đi nào. Đi nào. Tiến lên. Thịt này. Miếng thịt to này. Mắc heal luôn. Mắc cả cái không có ý nhỉ. Đâu rồi ta. Chúng ta sẽ tấn công cái kia thôi. Quân địch rất là đông đấy. Vào nào. Và quân mình đang ra từ những cái ô mà mình vừa mới cứu của nó. Chúng ta sẽ kết hợp được với Sanji ở trong này luôn. Đấu luôn Luffy đang chạy kia rồi. Ấn P nào. Để có một số bạn chỉ mình là dùng chuột. Ấn ra dùng chuột được. Cái trò này chỉ dùng được bàn phím thôi. Và không phải nút P. Không phải nút S mà là nút P. Đâu nào. Mr. 3 kìa. Lên nào. Mr. 3 là thằng sát đúng không? Em nhớ không nhờ là thằng sát. Heavy boy. Heavy boy. Wow wow wow. Heavy công. Wow. Làm gì? Làm gì? Mr. 3. Heavy boy. Đâu rồi? Thằng người sát kìa. Đại bác kìa. Đó đại bác. Đại bác là bắn. Wow. Hay. Hay. Sát vị trí, sát mục tiêu, sát mục tiêu. Ăn giá này. Xong phim. Wow, khỏe đấy nhờ. Khỏe đột xuất rồi. Chúng ta chiếm khu vực này rồi. Và ta sẽ có một khu vực dưới đó. À, xuống dưới. Xuống dưới để có thể dùng được chiêu nào, nhanh nào. Không là hết bây giờ. Sắp hết rồi. Đen đủi rồi. Vẫn chưa cập nhật nhiệm vụ mà chúng ta vẫn chưa biết nó sẽ mở cửa nào để đi đây. Hết luôn rồi. Zoro đang thủ ở cửa này. Mình sẽ đợi đây và sẽ mở cửa vào luôn. Mr. 1 đã. Ui, Mr. 1 là thằng đánh nhau với Zoro mà. Yes. Kinh quá. Tập đoàn Marquewood ở đây hết. Thằng này là cái kiểu là tay nó cứng như kiểu là sắt thép ấy. Là thanh kiếm ấy. Phái song kiếm ạ. Xuyên ở mũi quan ạ. Hoa anh đào. Mình có mới có một cái thanh năng lượng thôi. Trời. Giết bóng. Giết nói mình cấp cao quá. Cấp cao. Xong phim. Né ra. Mr. 1 vẫn chưa chết kìa anh em. Lên nào. Mr. 1 công chưa hạn ạ. Công chưa hạn ạ. Ê đi gọi. Ui giờ đông thế. Vào đây. Ui chặt. Nó xoay có vẻ ghê ta. Đông thế nhở. Lại thêm nữa nào. Gomu, à không phải Gomu, sẽ nhiều Gomu đô rồi.
Rumble không trúng cái thằng Mister rồi. Trúng vẫn trúng. Đông quá mình không nhìn được cái gì luôn. Loạn chiến trong này luôn đấy. Vào đấy, vào đấy, vào đây này, 1500 người. Vãi thật. Coi, coi, coi. Được rồi, được thế, em coi rồi. Làm gì, làm gì nữa, làm gì nữa. Người cũng thẳng ở đây, đây mà. Xong phim. Chúa là cam này. Ok, và đã sẽ tiếp tục tiến lên xuống dưới đi. Cửa dưới mở rồi kìa. Cửa dưới là khu vực trung tâm. Chúng ta cần phải mắc rồi này. Chưa mắc này. Mắc với Luffy nữa là xong. Luffy đang ở kia. Tiến lên anh em. Trận này có vẻ khá đơn giản hơn rồi. Chúng ta phải điều khiển những cái khu vực của đối thủ và giúp đỡ Alubana. Nhưng theo mình nhớ đây là cái quân khởi nghĩa chứ nhỉ. Không có cái thằng quân khởi nghĩa nhỉ. Chắc là yếu quá họ không cho vào luôn. Rất là nhiều nhân vật không có trong này. Nếu mà làm, nếu mà chi tiết ra thì rất là lâu. Happy go, happy boy. Trời ơi, chỉ một lúc thôi. Không được suốt. Không thì bá quá. Tiến lên nào, không có, biết có dạng Mountain Boy không nhỉ? Hay là mình chưa có chiêu ấy. Né ra, né ra, né ra. Công khỏe quá. Mình nâng cấp lên công 18 mà bọn này không chịu được nhiệt. Xong phim. Tiến lên, tiến lên nào. Đông này, cái quảng trời đông thế. Lao trong cái nhà này. Kệ chúng mày, kệ chúng mày. Tách tao ra, tách tao ra này. Vào đây. Vào đây. Vào đây, đúng rồi, đúng góc đẹp rồi. Rambo cửa hoặc cánh tay. Xuyên phá, xuyên phá. Ok. Chưa xong đâu. Quỷ đang tới rất là đông. Nó sẽ rơi từ trên trần nhà xuống. Này, này. Vào đây. Vào đây. Vua boy, vua boy, vua boy, vua boy. Ôi, cái chiêu kia nó sẽ được xác định vị trí của tất cả những quân địch này, giống như kiểu là nhắm bắn vậy. Xong chưa? Lăng này, lăng này. Hibi gông. Xong phim. Xong phim rồi, mở hòm nào, tiền nào. Có tiền không? Ít tiền, 200 đồng tiền thôi. Mình cần rất là nhiều tiền để nâng cấp cấp độ cho những bọn này. Bọn này nó cần khoảng ở đây mắc cấp là 100. Ok, thế nên là ta sẽ có một điểm ở bên kia nữa. Mình sẽ đi sang bên này, vòng sang bên này để mở ra tất cả cửa ra, thực hiện gần như hết tất cả nhiệm vụ sang bên này để tránh nó có thể là móc lốp mình. Base Commander lên, lên này, lên. Yes. Xuyên qua, đông lắm đấy. Nó vẫn chém được thằng này không đơ luôn đấy. Không đơ này, không đơ này, không đơ này. Kia rồi. Vào Ken Quốc, này đánh nhận. Nhận, nhận, nhận. Hay quá. Xong phim, xong phim. Hạ xong cái này rồi, bọn cắt ké rồi. Vào trong. Mr. Hyde đang ở kia. Bon Clay đang hành hạ hành hạ Sanji. Đúng hướng đấy nhở, đúng ở trong chuyện nhở. Bon Clay sẽ đối đầu với Sanji, còn Mr. 1 sẽ đối đầu với Zoro. Đâu rồi? Bon Clay săn rồi. Rumble. Ăn đòn này. Stun này, stun này. Công chưa hạ nặng. Giật xuống, giật xuống, giật xuống. Nó đang khá là rồ điên nhở. Ui ơi. Thiên Nga dễ chết ạ, Thiên Nga dễ chết, đâu rồi, thằng Thiên Nga rồi. Đây. Cương hóa. Cương hóa đấy. Wow, wow, nó dùng ăn tiêu kìa. Xuyên qua, sáng người phát sáng vậy. Ai chà, lâu lắm rồi mình gặp đối thủ hay đấy. Gặp đối thủ hay đấy, đâu rồi. Sao mày lại chạy. Xoay, ui, xoay. Khỏe nhờ. Công chiếc hạng nặng lên. Giật người, ủa. Tỉnh chưa này. Mình nắm được người nó. Wow, chạy đâu này. Chạy trốn à. Ok, xong rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục tiến lên thôi. Quân ta đang rất là đông. SP 100. Lên tiếp để hỏi chấm kìa. Mấy thằng này cắt ké này biến hết. Meet on Sunday. Ôi chà, Meet on Sunday là con ấy mà. Là con Robin mà.
Lên nào. Mình sẽ hạ Robin à? Bắt buộc hạ Robin rồi. Robin này phát hết gần nửa máu luôn. Wow. Câu chân ạ. Wow. Đâu rồi? Chạy rồi, Robin chạy rồi. Không sao, mình sẽ hạ hết bọn này luôn. Wow. Lại cầm nhận nhiệm vụ rồi. Vivi. Vivi đối đầu với Crocodile thôi. Mình sẽ quay trở lại và cứu Vivi ngay bây giờ. Ok. Tiến lên nào. Chúng ta sẽ hạ hết bọn này. Hạ hết bọn này đi. Yes. Cầu trạng nặng. Cầu trạng nặng. Yes. Wow. Tiến lên. Tiến lên. Ủa. Cả cơ thể nó đập xuống đấy. Xong rồi đấy. Xong rồi đấy. Ok. Mình sẽ biết đường đi tiếp theo rồi. Trước tiên nó lại chiếm lại đường này. Mình sẽ phải lao thẳng vào trong cái nhà kia. Và hình như cái điểm kia là Crocodile nó ở trong kia rồi. Những cái điểm bình thường không cần nữa, không cần thiết nữa. Lao thẳng vào rồi, Mission Start. Tìm thành viên à đúng không? Thế như là ta phải hạ bọn này sao? Chúng ta phải tiêu diệt tất cả những cái bọn Maroc Network tổ chức tội phạm nguy hiểm này. Hạ thằng này xong này. Đâu rồi ta? Đâu rồi? Nó hạ kêu rồi, nó chết rồi. Một chú đã bị hạ rồi. Quay trở lại đây, hạ nó thằng gần nhất này. Tổ chức này. Tổ chức này. Lên. Lên nào. Hạ nó đi. Móng quốc này. Móng quốc này. Defense. Cho nó có thời gian để defense nhá. 4 phút để dành cho cái công việc đấy. Hai thằng bên này đó. Hai thằng bên này đó. Vào đây, vào đây. Ok. Sanji, lên. Chúng ta phải đánh nhanh nhất có thể. Nhiệm vụ này không phải đơn giản đâu. Đâu rồi ta? Hạ thằng sau kia rồi. Còn hai thằng ở dưới nữa này. Một chỗ nữa. Nó có 4 phút cơ mà. Tiếp quay trở lại kia, hơi hơi mệt. Hơi mệt đấy, hơi mệt đấy. Xong chưa? Hạ xong. Quay trở lại nào. Chúng ta sẽ còn 2 điểm nữa kìa. Lại pháo kích kìa. Vãi nồi thật, trận nào có pháo kích vậy? Thế lên nào, có hai thằng ở trong kia luôn. 3 phút 41 giây. Chúng ta sẽ đến đấy và nó sẽ còn khoảng là hơn 2 phút. Nhanh nào. Không có thời gian để ngắm cảnh đâu. Ngắm cảnh lai vãng gì đâu. Tiến lên, tiến lên, tiến lên, tiến lên, tiến lên. Nổ, nổ, nổ. Kia, 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 kia. Kia, kia. Lên này. Ăn đòn đi. Thắng chưa, thắng chưa. Xong phim. Chúng ta làm gì nữa? Chúng ta phải chiếm được những khu kia. Hay là phải thế ra. Có khi phải kiếm chiếm được hết những khu này. Đúng rồi. Cannon carry kìa. Tìm cái bọn này. Hạ bọn nó. Hạ bọn nó. Hạ bọn nó. Mission success rồi. Tìm được rồi. Tại sao mình bay trời vậy? Bắn đại pháo à? Nó bắn đại pháo. Nó bắn đại pháo ấy. Thảo nào. Thảo nào. Ui cha, tốn máu ấy. Tốn máu đây. Clock Tower. Clock. Tháp đồng hồ. Tháp đồng hồ này. Mission Start. Defense Crocodile. Tiến lên nào. Nhiệm vụ chính chúng ta thôi. Mình còn đầy 3 thay. 2, 3. Không có của Vivi rồi. Anh em ơi. Hạ gục trong này nhé. Vào đây hạ hết trong bọn này thì chúng ta sẽ được đi qua. Không gian. Không gian. Yes. Ném này. Ném tao. Ném tao chút luôn này. Xong chưa? Mở cửa. Wow. Nami à? Chưa hay nhờ. Mình chưa được điều khiển Nami gì vậy. Mở Nami kiểu gì ta? Xong. Xong rồi đấy. Bây giờ mình sẽ đánh thằng Crocodile thôi. Đây là cái văn tự cổ mà chỉ có Robin được đọc được thôi. Nó liên quan đến cái vũ khí cổ đại Pluto. Phải không ta? Cậu này làm phản rồi. Sao? Tiếp theo nào đến tiêu diệt Crocodile ở trong cái gọi là cái hầm mộ. Cái này giống kiểu Ai Cập vậy. Giống hết Ai Cập luôn đấy. Nó lấy nguyên tắc theo cái tác giả lấy nguyên tắc theo cái vua kìa. Chúng ta sẽ có người bảo vệ. Người bảo vệ cổng này. Tránh đường cho anh. Tránh đường cho anh. Tránh đường cho anh ạ. Lên. Không gần. Yes.
Xoay này, xoay này. Đâu rồi? Bom 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 bom. Quả đấy bom đều chết à? Mở cửa rồi. Ok, vào đây rồi. Chúng ta sẽ có Crocodile. Mid on Sunday biến thành quân của mình rồi. Mid on Sunday đang hết máu rồi. Ok, kết hợp. Lên nào, Kendo Konmi tất cả mọi người. Tất cả đội nó là cát mà. Xác định phương hướng, xác định phương hướng. Lên nào, cứ xuyên hàng nặng. Rồi ôi, ném rồi, ném cho như lợn đấy. Úi dồi ôi, tất cả thành viên kìa. Ôi lăng lăng, lăng này. Đâu rồi, đâu rồi. Nhân, không nắm rồi, không nắm rồi. Tôi đâu rồi. Đó, chỗ quái đâu nhỉ? Đây, đây, đây rồi. Thằng người cát kìa. Úi dồi, mưa bão cát à. Úi dồi, sợ vãi luôn đấy. Sợ vãi. Thế là cái gọi là cái hố cát để lún sâu ấy. Giống kiểu Gara ấy. Úi dồi ôi, máu tôi. Nó đang rất là bá đạo đấy. Nó rất là bá đạo, nó là cái dạng người cát. Như thế làm sao đánh được. Có biết oan thua không? Ăn tiêu này. Thunder winning. Crocodile. Ok. Hiện tại thì ok, nó khỏe quá anh em ơi. Mình cấp 18 thì không ăn nổi mất rồi. Mở om. Máu đại rồi. Quay trở lại nào. Ui giời. Ui lốc, cắt lốc. Lên nào, kết hợp. Lần hai nào. Lần này nha, chỉ có thêm một số thành viên thôi. Đâu rồi. Nó trên trần. Ui cha. Cắt lún. Không vào luôn đấy. Khó nhỉ. Không cho mình vào rồi. Ôi rồi, mình dùng nhầm chiêu rồi. Chúng ta dùng ngay chiêu cuối ạ. Ok, dùng đi, để hạ được nó. Thunder winning. Tiếp theo này. Ăn đòn. Win chưa? Chưa win. Nó bị đỡ rồi. Cứ hạng nặng. Rụt xuống. Phát nữa nào. Đâu rồi. Được hạ rồi. Yes. Người là ai? Đánh nhau đi nào. Ăn phát lên trần luôn. Thằng Crocodile này chơi xấu, nó có một cái vũ khí độc ở tay. Xoắn ốc à? Anh nồi thật. Gomoro, chiêu gì đây? Cát. Storm, bão tố. Không phải xoắn. Xuyên luôn này. Gomu, bão tố này. Ăn đấm này thì thời xong. Sau phim rồi. Vỡ cả cái sàn nhà này luôn. Yes, bão tố. Ăn đấm. Yes. Chúng ta giành chiến thắng rồi. Và Luffy đã mệt đến hết hơi luôn rồi. Ok. Thì mình xem cái câu chuyện tiếp theo nó là gì nào. Okay. Cái thằng MR2 đã bảo vệ cái thuyền cho chúng ta này. Cảm ơn luôn đấy. Quá là tuyệt vời, người bạn tốt đã bảo vệ hộ cái thuyền. Bởi vì chúng ta là friend. Và bây giờ sẽ bảo vệ nhân dân chúng ta khỏi hải quân. Mình nhớ cái đoạn này là giả dạng thành Luffy và dụ hải quân sang tàu kia. Ok, quá tuyệt vời. Tiến lên nào. Ok, MR2 Okama. Quá tuyệt vời. Đáng lẽ là chúng ta nên mời MR2 vào băng thì chuẩn hơn. Nhưng mà một thành viên trong băng ta có kỹ năng chân rồi, Sanji rồi. Nhưng mà chúng ta có thể hoàn toàn có thể thêm được. Ví dụ như Brock cũng là kiếm này, Zoro cũng là kiếm này. Và kết thúc rồi. À, cái đoạn cuối là đoạn cuối của Vivi. Vivi đến chia tay anh em mọi người. Rồi lại tôi muốn khóc quá. Đoạn này là Luffy bảo đi không ấy, nhưng mà Vivi không. Sợ, cô đã đến đi à? Lên thuyền thôi nào, Vivi. Thật ra Vivi là quá yếu, không thể nào mà sức mạnh không thể nào mà bằng được rồi. Tôi đến để nói lời tạm biệt thôi. Cái gì vậy? Không thể nào mạnh mẽ bằng được, làm sao mà đi có thể du hành được thôi với team của Luffy được. Chúng ta phải tạm biệt ở đây thôi, tại đây thôi. Ok. Rồi. Tôi làm sao?
Cái biểu tượng X trên lòng bàn tay anh sẽ không bao giờ quên. Ok, giơ tay lên anh nhé. Cái đoạn này rất là cảm động đây, trong chuyện đây. Ok. Anh nói cái gì đấy? Stop. Không nên nói như thế. Tại vì là nếu mà nói thế thì Hải quân sẽ có thể là bắt Vivi. Chúng ta chỉ được giơ tay lên thôi. Ra đi một cách im lặng hay là giơ tay nào? Giơ tay lên. Đúng rồi, cảnh tuyệt vời. Giơ tay lên nào Vivi. Vivi giơ tay rồi. Và chúng ta đã kết thúc cái chapter này. Mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong các tập kế tiếp nhé. Giờ thì xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Đánh A kìa. Cấp luôn.